Chào mừng quý vị và các bạn đến với tin nóng Euro 2024. Sau đây chúng ta cùng điểm qua một vài trận đấu đáng chú ý vừa mới diễn ra. Costa chuộc lỗi cho Ronaldo, Bồ Đào Nha gặp Pháp ở tứ kết. Đụng độ Slovenia, Bồ Đào Nha trở lại lực lượng mạnh nhất giống như hai lượt trận đầu vòng bảng. Ronaldo lĩnh sướng hàng công của Seller cao trong sơ đồ 4-3-3, hỗ trợ cho anh hai bên cánh lần lượt là Leao và Silva. Dịch xuống hàng tiền vệ, Vitinha, Panhinha, Fernandes là bộ ba của Bồ Đào Nha. Còn tại hàng thủ, Mendes, Pepe, Diaz, Cancelo là những cái tên được huấn luyện viên Martinez lựa chọn che chắn trước cầu môn của Costa. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Bồ Đào Nha đã tràn sang phần sân Slovenia với ý định đánh phủ đầu. Các pha đi bóng tốc độ của Leao bên cánh trái chính là điểm nhấn, khi ngôi sao thuộc biên chế AC Milan liên tục phô diễn tốc độ cùng khả năng cản lướt. Dù vậy, cơ hội đầu tiên của Bồ Đào Nha lại đến từ cánh phải, khi Silva tạt vào rất đẹp nhưng cả Ronaldo lẫn Fernandes ập vào đều không thể dứt điểm thành công. Khép lại 45 phút đầu tiên, Bồ Đào Nha tung ra cả thảy 5 pha dứt điểm, trong đó có 3 thuộc về Ronaldo song không ghi được bàn nào. Sang hiệp 2, Bồ Đào Nha tăng tốc tìm kiếm bàn thắng. Phút 55, Ronaldo sút phạt căng như kẻ chỉ nhưng Oblak đã chọn đúng vị trí giải nguy cho Slovenia. Chưa đầy 10 phút sau, Slovenia phản công thần tốc khiến cầu môn Bồ Đào Nha chao đảo. Sesko đã vượt mặt được Pepe trong màn đua tốc độ nhưng cú đá chéo góc bằng chân trái của anh lại không trúng tâm bóng khiến cơ hội trôi qua. Ở những phút còn lại, Bồ Đào Nha miệt mài tìm kiếm bàn thắng và họ có thời cơ vàng vào phút 89 khi Jota chọc khe để Ronaldo phá bẫy việt vị băng xuống. Tuy nhiên, cú đá ở góc hẹp của CR7 không thắng được Oblak. Hòa 0-0 sau 90 phút chính thức buộc hai đội phải kéo nhau vào hiệp phụ. Tại đây, Bồ Đào Nha có cơ hội vàng ở phút 105 để định đoạt số phận trận đấu. Tuy nhiên, Ronaldo trên chấm 11m đã không đánh bại được thủ thành Oblak. Ngay sau đó, CR7 đã khóc nức nở vì thất vọng. Đến phút 115, Slovenia cũng có thời cơ không thể tốt hơn để hạ gục Bồ Đào Nha, song Sesko không thắng được thủ thành Costa ở thế đối mặt. Tiếp tục bất phân thắng bại sau 120 phút căng thẳng, Bồ Đào Nha và Slovenia phải đá luân lưu. Kết quả, Bồ Đào Nha sút thành công cả 3 lượt còn Slovenia hỏng cả 3, trong đó thủ thành Costa sắm vai người hùng khi cản phá xuất sắc. Chung cuộc, Bồ Đào Nha vượt qua Slovenia để giành vé vào tứ kết Euro 2024, đối thủ của Seller cao là Pháp. Pháp chật vật đánh bại Bỉ nhờ bàn phản lưới nhà phút 85. Ở trận đại chiến giữa Pháp và Bỉ, cả hai đội đều có những thay đổi cả về nhân sự lẫn sơ đồ thi đấu. Pháp sử dụng sơ đồ 4-3-1-2 với Griezmann đá hộ công sau lưng cặp tiền đạo Mbappe và Thuram. Trong khi đó, Bỉ dùng sơ đồ 4-3-3 với Onana đá tiền vệ trụ bên cạnh Carrasco và De Bruyne. Doku và Openda đá hai bên cánh hỗ trợ cho Lukaku. Tưởng như với đội hình gồm nhiều cầu thủ tấn công, hai đội sẽ chơi đôi công hấp dẫn. Tuy nhiên thực tế là Bỉ lại dồn đội hình lùi sâu xuống phần sân nhà để hạn chế các pha tấn công của Pháp. Chính vì thế, họ chỉ có 2 lần dứt điểm trong hiệp 1, 1 lần trúng đích. Bên phía đội tuyển Pháp, dù cầm bóng nhiều hơn và tung ra tới 8 pha dứt điểm nhưng chỉ có 1 lần bóng đi trúng đích. Các ngôi sao tấn công của Pháp như Mbappe, Thuram hay Griezmann đều nỗ lực xuyên phá nhưng không thành công. Ngay cả các tình huống dứt điểm từ xa của Cho Am Ni hay Zebius cũng không thể làm khó được thủ thành Castin. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Bước sang hiệp 2, Pháp đẩy mạnh tấn công với hàng loạt cơ hội nguy hiểm được tạo ra trong những phút đầu hiệp. Trong khi đó, Bỉ cũng dâng đội hình lên cao hơn so với hiệp thi đấu đầu tiên. Tuy nhiên, sự căng thẳng và quyết liệt vẫn không hề suy giảm. Sự chắc chắn của hàng thủ hai đội khiến cho các cầu thủ tấn công không có nhiều không gian để hoạt động. Cả Mbappe, Thuram bên phía Pháp hay Lukaku, Carrasco bên phía Bỉ đều nỗ lực đột phá và dứt điểm nhưng không thể tạo ra khác biệt. Thời gian trôi dần về phía những phút cuối hiệp 2, huấn luyện viên của hai đội đã tung vào sân những cầu thủ thay người của mình nhưng thế trận vẫn không có nhiều diễn biến đáng chú ý. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra ở phút 85. Kolo Muani nhận bóng trong vòng cấm trước khi xoay người dứt điểm. Bóng chạm vào người trung vệ Vertonghen khiến thủ thành Castin không kịp phản ứng đành bất lực nhìn bóng bay vào lưới. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu này. Những phút cuối trận, Bỉ dồn toàn lực lên tấn công nhưng do thời gian quá ít nên họ không thể làm gì hơn. Chung cuộc, Pháp nhọc nhằn đánh bại Bỉ với tỷ số tối thiểu để giành quyền vào tứ kết. Chơi có trách nhiệm, chọn nơi uy tín, truy cập ngay tề.mi/kto, nhận ngay 50k miễn phí trải nghiệm.